Anh, nếu bị trục xuất khỏi ngoại hạng Anh, đội chủ sân Etihad chưa chắc có một suất thi đấu ở ba hạng tiếp theo. Các đối thủ ở ngoại hạng Anh đang gây sức ép buộc Man City phải xuống hạng, nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng. Theo tờ Telegraph, điều này có thể trở thành một thảm họa cho Man City, so với suy đoán ban đầu. Ba hạng đấu đứng sau ngoại hạng Anh trong thứ bậc các giải bóng chuyên nghiệp xứ sương mù, gồm Championship, League One và League Two, không bắt buộc phải tìm chỗ cho đội chủ sân Etihad trong hệ thống 72 câu lạc bộ của họ. Trong trường hợp xấu nhất, Man City có thể phải xuống National League, tương đương hạng 5. Man City đang phải đối mặt với hơn 100 cáo buộc vi phạm quy định tài chính từ tháng 9 năm 2009 đến hết mùa 2017-2018. Họ cũng bị cáo buộc không hợp tác điều tra từ mùa 2018-2019 đến nay. Ban tổ chức ngoại hạng Anh đã chuyển vụ việc tới Hội đồng Kỷ luật độc lập. Nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, Man City có thể phải nhận các hình phạt, phạt tiền, trừ điểm, tước danh hiệu, cấm chuyển nhượng, giới hạn chi tiêu, hoặc phải xuống hạng. Hội đồng Kỷ luật có thể tiến hành các phiên điều trần và công bố kết quả trước khi mùa 2022-2023 kết thúc. Sau khi ban tổ chức ngoại hạng Anh đưa ra cáo buộc hôm 6 tháng 2, Man City tuyên bố, chúng tôi rất ngạc nhiên về các cáo buộc vi phạm quy định ngoại hạng Anh, đặc biệt là về phạm vi và số lượng lớn tài liệu mà ban tổ chức được cung cấp. Câu lạc bộ hoan nghênh việc xem xét vấn đề này bởi một ủy ban độc lập, để đánh giá một cách khách quan toàn bộ bằng chứng. Chúng tôi muốn vấn đề này được giải quyết một lần và mãi mãi. Theo quy định của ngoại hạng Anh, Man City không có quyền kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao CAS. Năm 2020, UEFA từng phạt 32,4 triệu đô la Mỹ và cấm Man City dự Champions League 2 mùa, do vi phạm luật công bằng tài chính. Sau khi Man City kháng cáo, CAS hủy án cấm thi đấu và chỉ phạt 11 triệu. Trong thời gian bị cáo buộc, Man City giành được 3 ngoại hạng Anh. Nếu họ bị tước danh hiệu, ban tổ chức có thể trao lại cho các đội Á quân là Man UTD mùa 2012-2012, 2017-2018 và Liverpool 2013-2014. Cuộc điều tra về Man City bắt đầu từ năm 2018, sau khi trang Der Spiegel, Đức, công bố tài liệu Football League từ hacker người Bồ Đào Nha, Rui Pinto. Người này đã xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của câu lạc bộ, lấy đi email và văn bản mật. Man City bắt đầu phất lên từ năm 2008, sau khi được tập đoàn Abu Dhabi United của UAE mua lại. Từ đó, họ giành 17 danh hiệu, gồm 6 ngoại hạng Anh, 2 FA Cup, 6 cúp liên đoàn và 3 siêu cúp Anh.